Rồi, cái trái cà chua nhìn nó tròn ghê không? Dễ thương ghê. Này là loại chắc đặc biệt rồi. Đặc biệt không? Dạ, nó ngon á. Cái này là bông hẹ. Cái này bông hẹ 4 động phao. Cái này chỉ có nước xào lên ăn thôi. Xào lên ăn ngon. Dạ. Mà cái này nó già, cái bông nó già. Dạ. Tới đồng 8. Khoảng 40 ngàn mà bao nhiêu, có bao nhiêu ra giếp cá nè. Rau nè. Ôi, bông bông hầm 3 lít cá. Bông hầm. Con này chết lâu rồi. 75 ngàn. Nửa ký. Con tôm này không có giá đó. Con cua này không có giá đó. Cua chết nó có giá đó. Ờ. 2 đồng 99 đó. Con cua này khoảng 150 ngàn hả bạn? Khoảng 150. Có 1 thao con cua này cũng 1 thao nè. Nửa ký. Đó là 75 ngàn thôi. Dạ Mùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Mùi Hồ có mặt tại Los Angeles, California, tiểu bang California. Và đây là một cái khu chợ khác. Khu chợ này cũng của người Hoa khá là to. Và ở sau lưng này có một cái bảng hiệu bánh mì Sài Gòn. À, quay, để cho xe nó dẹo vô. Dạ. Sandwich Sài Gòn. Ở đây là cô bác anh chị thấy cái biển số xe á, để tên của cái tiểu bang luôn. Dù xe này là ở tiểu bang California nè thì để tên cái tiểu bang luôn, California. Let's search. Và bây giờ mời cô bác anh chị cùng vào trong cái vườn hồ. Bất ngờ là ở những cái siêu thị như thế này thì bãi đậu xe cũng khá là lớn. Lại đi qua bên Mỹ mà chỉ cần vô khu chợ chỉ cần nói tiếng Việt là mua được đồ. Dạ. Còn đây là phở. Phở Việt Nam. Phở Canada. Phở Việt Nam đó. Đi tiếp ta. À, bây giờ thì cũng hơn 10 giờ thì người ta sẽ nấu những cái phần thức ăn nhanh đó. Đây là một cái quầy bán nông sản nè cô bác anh chị. À. Đây là hẹ, bông hẹ. Bông hẹ. Bông hẹ này còn nhìn cũng khá là ngon luôn nè. À. Ở đây thì không có để tiếng Việt, chỉ để tiếng Anh với lại tiếng Hàn. À, tiếng Trung Quốc. Đây bông hẹ. À. Khu chợ này thì lớn hơn cái khu chợ trước mà Bùi Hội có chia sẻ cho cô bác anh chị. Nhưng mà ở đồ ở đây thì cảm nhận là ngon hơn. Và hình như là hàng nhập về nhiều hơn. Dạ. Dưa leo. Dưa leo 2 đồng 49. Dưa leo ngon ghê. Cái trái nhỏ nhỏ nhưng mà mua ít chứ mua nhiều con để chừng vài bữa nó nhớt. Dạ. Hôm qua nó đòi 2 đồng 99 mà không mua. 2 đồng 49 phao, 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi sao? Mua ít không có mua nhiều. 2-3 trái đó. Dạ. Ăn nhiều á, ở nhà còn đồ nhiều rau muống, đồ đủ. Dạ. Phải mua đủ. Nhưng mà ở đây là cà chua. Còn ở nhà ngoại có trồng. Dạ. Cà chua này nhìn dễ thương ghê không? Uh-huh. Rồi, cái trái cà chua nhìn nó tròn ghê không? Dễ thương ghê. Mà người ta bán chùm chùm như thế này nè. Cái này là bao nhiêu một ký? 1 thao. Nhưng mà nông sản ở đây là ngon nha. 2 đồng 99 thao. Dạ. Khoảng 75.000 ký. 75.000 nửa ký, ký khoảng 150. 75.000 nửa ký. Một ký khoảng 150. Mà cà chua này mình nhìn thấy là cái màu đỏ, đỏ của nó rất là chất lượng luôn. Cả nhà thấy không? Nè.
Còn đây là cũng là cà chua, cũng là tôm phải không luôn. Đó. Nhưng mà cái chát cà chua này nó vừa. Có lẽ là cái chát cà chua kia nó ngon hơn. Này là cái trái dưa leo luôn quá. Ôi, cái trái này trái gì? Dưa leo của Mỹ. Dưa leo luôn. Của Mỹ, của Mỹ. Đó. Nè. To không? Trái nào trái mấy nó to mà nó căng bóng luôn nha. Màu nó sậm lắm. Nó không có ngon mà. Dạ, nhưng mà chắc có lẽ là cái trái dưa leo này cái hộp á. To hơn. To hơn thì nó ăn không ngon. Dạ. Còn cái trái dưa leo kia thì nhỏ nhỏ cái hộp nó ăn ngon. Nhà thấy không? Dạ. Này hè. Dạ. Hè này thì 4 đồng. 4 đồng sao? 4 đồng. Dạ. 4 đồng sao? Dạ, 100.000 nửa ký. 100.000 nửa ký. À, kinh khủng không? Vì vừa hồi thích chia sẻ này là rau cần Mỹ. Này là cần tây của Mỹ á. Nó to ghê không? Cái này là cải panic. To ghê á. À, ở đây không có thiếu gì á. Chia sẻ với cô bác với anh chị là khi mà đi khu chợ như thế này, ngay cả lá tía tô nè. Lá tía tô ở đây là người ta sẽ bán là 1 đồng 8. 1 đồng 8 là 1 đồng thì nó khoảng 40.000 á. Bao nhiêu đây mà 40-50.000 á. Kinh khủng không? Đó. 4. Dạ. Dạ, 50.000. Còn cái này nè, này là rau thơm thôi. Như nhiêu tiền? Cái rau này à? Penis. Trên tiếng Anh là rau penis. Dạ, penis. Ở đây thì rau này là lạ, thì đối với người Việt Nam thì thấy lạ hơn đúng không? Thấy lạ. Nhưng mà rau này thì sẽ quen hơn nè. Rau này thì có tới đồng 8 khoảng 40.000 mà có bao nhiêu rau diếp cá nè. 40.000 nha cô bác, phần này là 40.000, có mấy cộng thôi à, có mấy cộng nhỏ xíu thôi à, mà là 40.000 á. Kinh khủng không? Con gỡ hả? Dạ. Còn cái này là đậu que. Đậu đũa. Đậu đũa ở đây người ta sẽ bán theo bó như thế này, nó sẽ tiện hơn. Này là đậu màu xanh, giống như ở Việt Nam đậu này đậu tím thì nó giống như mình thấy giống như cộng mà nó ngắn ngắn đi xíu giống như đậu đen đậu nành nhé, nhưng mà nó đây là màu tím nè. Đậu đũa 3 đồng 4 đồng phao, 3 đồng 9. Một cộng vậy thôi là gần một chùm vậy thôi là khoảng 2 chùm vậy là khoảng 100.000. Chùm gì cũng gần 200 là gần nửa ký rồi. Nói chung là vừa hồi có chia sẻ như thế này nè. Thật thì đây là lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ thì cái gì nó cũng bỡ ngỡ, nên cái gì cũng muốn chia sẻ. Nhưng mà những cái chia sẻ như thế này thì nó thực tế hơn. Đây là gừng ha. Gừng 3 đô 75.000 đồng nửa ký. Thì một ký gừng như thế này khoảng 150.000. Có rất là nhiều cô bác quý anh chị nói là qua Mỹ sẽ đem những cái rau củ của Mỹ hay là rau củ của Việt Nam hoặc là những cái món ăn của Việt Nam đem qua vì sợ người thân của mình á thiếu thốn. Nhưng mà thật ra là khi mà đặt chân đến cái khu chợ này á thì mình mới cảm nhận được rằng là ở khu chợ này bất cứ không thiếu bất cứ thứ gì và thậm chí cũng khá là ngon. Tuy nhiên nó chỉ mắc thôi, nó mắc hơn rất là nhiều. À, giống như đây là giá nè, giá đổ nha cô bác quý anh chị. Giá đổ này 50.000. 109. Ờ hai khoảng 30.000. Dạ. Thì này đang chuẩn bị lại nè. Hello. Coi lại, không có thiếu cái gì hết. Mà hồi nào thì không có ai review mấy cái này đâu, có mình con nữa. Dạ. Về nó coi ngập luôn. Cũng Hà Lan á. Hà Lan 2.99 thao. Còn cái này là chuối ở đây thì chuối thái lan. Dạ, chuối thái lan thì cũng cân ký luôn nha, đồng một thao, khoảng 50.000 ký.
Đây là chuối này. Chuối đó ngon. Nó mua được. Chuối này nó màu nó vàng. Nhiều lắm. Là nông sản này. À, cũng sẽ đi qua cái khu chợ khác. Ở cái dãy khác ở trong cái khu chợ này đó là dãy hải sản, để chia sẻ cho cô bác anh chị biết. Ở đây thì nước mắm Phương Nam có không? Sao nó chín rồi đây nè. Mắm cua này của tôi nè. Ô. Nước mắm. Nước mắm nhỉ. Đủ loại thứ á. Nước mắm. Là nước mắm nhỉ Việt Hương. Hiệu ba con cua. Mình coi xuất xứ ở đâu nha. Có tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Mỹ. Nước mắm. Nước mắm. Nước mắm này chắc con cua làm từ ủ từ con cua á. Cái này là bông hành. Dạ. Bông hành. Cái này là nó to nhất luôn á. Đây nè, 7 đồng 8 đồng sao nè. Dạ thấy không con? Này là loại chắc đặc biệt rồi. Đặc biệt dạ, nó ngon á. Cái này là bông hẹ. Cái này bông hẹ 4 đồng sao. Cái này chỉ có nước xào à, lên ăn thôi. Xào lên ăn ngon. Dạ. Mà cái này nó già, có bông nó già. Dạ. Khoảng có mua đồ ra là đi nhiều lắm. Tại mình cái da ăn của nào mua bánh đi. Cái này bông cả. Khoảng mua chợ kia có 1 đồng 39. Mà cái này nó tới 2 đồng 99 nó mắc. Khoảng có mua 2 bắt rồi, nhà bự rồi. Nhưng mà nhìn thấy nó cũng ngon. Chỉ hấp lên dạ. Thấy rồi con chấm nước kho, nước tương. Nước tương. Cái này mà cô bác anh chị mà chấm nước tương, ăn với nước tương. À, bây giờ mình sẽ qua cái quầy thịt heo một tí xíu ha. Đây là thịt heo. Thịt heo Barbie bán sườn. $7 một phao, 150. Đây là thịt ba gọi. $3 nữa ký. Thì đây khoảng trăm mấy chục ngàn thôi. Đây là trong cái giải thịt heo này, cô bác có chị biết không? Mỹ thì người ta không có ăn cái nội tạng hơn. Không ăn nội tạng, người ta chỉ ăn thịt rồi ăn giòi như thế này. Người ta không ăn nội tạng nên người ta chỉ bán thịt thôi. Mà mình nhìn thấy đông lạnh nhưng mà chân cũng khá là ngon. Thịt này là được ép sẵn rồi nè. Ở đây dạ. Ở đây là cô bác anh chị biết á, thịt gà là người ta lấy nội tạng hết rồi, không có cái phần đầu luôn. Đó là, dạ. Thì ở đây là một con gà như vậy á là bán khoảng 16 đồng, khoảng 300-400 ngàn tiền Việt cả. Bên đây là đùi gà với lại cánh gà. Còn đây là chân gà. Chân gà đã gút xương đó. Chân gà gút xương này thì 3 đồng 75 ngàn đồng nửa ký, 150 ngàn ký. Đây là cái quầy bán thịt. Ê dặn dặn với cô bác quý vị biết không? Có cả gà ác nữa nè. Con gà thì nó không có cái phần đầu nha. Không có cái phần đầu, không có cái phần cái chân ở dưới luôn. Rồi tại người ta đã rút ra rồi, sau khi người ta làm công nghiệp xong á, người ta sẽ vô cái phần hộp như thế này. Thì khoảng 300-400 ngàn một ký á. Ở đây thì Mỹ hộ nước nội tạng. Dạ. Còn cái này là phần thịt không ạ? Thịt đuôi á. À, năm chỉ có 100 ngàn, phần này là chỉ có 100 ngàn thôi. Tuy nhiên về những cái phần mà hải sản á thì ở đây cũng tương đối rẻ chứ không có mắc lắm nhé. Đây là 140 ngàn nửa ký đó, nhưng phần đây là phần tôm. Những cái phần đông lạnh và có cả những cái phần tươi sống đằng kia. Nay đi chợ để quay cho cô bác anh chị biết luôn. Chú, con tôm
tôm hùm nó chết, nó chết ra nó bán 2.99 rau nè. Ôi con tôm hùm Alaska. Tôm hùm. Tôm này chết lâu rồi. 75.000. Nửa ký. Con tôm này không có giá đó, con cua này mới có giá đó, cua chết nó có giá đó. Ờ. 2.99 rau. Con cua này khoảng 150.000 thôi mà thôi. Khoảng 150. Ờ, một thao con cua này cũng thao nè. Nửa ký. Ờ là 75.000 thôi. Ăn nhiều lắm, bữa nào mày mua mày xào cho con. Dạ. Con tôm này, con cua này có 75.000 thôi nha. Khoảng 100.000 trở lại. Ừ. Rồi con cua này mua về mày xào. Dạ. Con cua này nó to đùng luôn cả nhà. Bây giờ đồ ăn ở nhà dồn nhiều quá. Dạ. Mỹ không phải cái gì nó cũng mắc, chỉ có rau củ là nó mắc thôi, nhưng mà hải sản thì nó rẻ, 8.000 đồng thì khoảng 170-180.000 nửa ký, khoảng 300 mấy thôi thì nó bằng với lại cái giá của Việt Nam. Đồ biển. À, nhưng mà đồ biển này của Mỹ nè. Nhưng mà cả nhà có thấy không, đây là cái hải sản mà ghẹ đi bắt lên nó cùng cái size hết, nó không có cái size nhỏ hơn. Đúng rồi, nó đủ size. Nó gần bằng. Cái size bằng. Nhỏ là dạ. Nó phải đẩy lợi thôi, nó bắt lên nó bị phạt. Theo luật đánh bắt của Mỹ á, thì khi mà đi học cái ngành đi học đánh bắt á, là mình phải biết được cái size nào đánh bắt và cái size nào không. Những con á, mà nó có những con cua, những con tôm mà nó có đang có mang trứng á, thì mình phải thả nó trở lại với thiên nhiên để mình nuôi, vừa đánh bắt vừa nuôi dưỡng đó. Đây là cái con ớt. Trời ơi, con ớt gì nhìn ngộ vậy? Ủa? Con ớt nhìn ngộ ghê ha. À, nên là nữ làm việc đánh bắt ở Mỹ nó cũng khó, không phải là đơn giản như cô bác anh chị. Đây là cái con cua nè. Nên là nguồn lợi thủy sản ở Mỹ thì cũng còn khá là nhiều. Cua đá. Đây là cua đá. Cua đá này thì khoảng 125-250.000 đồng một ký. Còn đây là cua. Đây là tôm. Con nào con đấy nó còn đục. Trứng. Mà 11 đồng, 11 đô là gần 300 ngàn. À, nếu 275 ngàn. Nếu như hộp gà Việt Nam thì khoảng dao động khoảng 4-5 ngàn ký đúng không cả nhà? Thì hộp gà ở đây á, thì 20 trứng. Ở đây là 250. Là trứng khoảng 12 ngàn. Dạ, trứng khoảng 12 ngàn. Trứng ở đây thì ở Mỹ thì ăn những cái bánh như là hamburger hay sandwich á, nên dạ một chỉ gì 10 trứng là 250 ngàn. Dạ 250. 250 với 25 ngàn, 275 ngàn. À. Nên họ rất là chuộng trứng. Nói về đánh bắt một tí xíu, ở Mỹ luật đánh bắt hải sản ở Mỹ rất là nghiêm khắc. Những cái con nào mà không đúng sai, những cái con mà nó có đang có mang trứng thì phải bắt buộc thả lại. Và học luật đánh bắt ở Mỹ thì nó không phải giống như ở Việt Nam mà đánh bắt, muốn đánh bắt con nào là đánh bắt đâu. Nên là nữ là cái nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam còn hiện nay thì đã cạn kiệt. Tuy nhiên ở Mỹ thì hiện nay là nguồn lợi thủy hải sản Việt Nam vừa đánh bắt vừa nuôi dưỡng nên nó rất là dồi dào. Và thôi thì đó là một khu chợ mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha.